Xin chào mọi người, nếu như mà Acer Nitro 5 phiên bản 2021 sử dụng CPU AMD Ryzen 7 5800H chỉ là bản demo mà chúng mình đã có một video review trước đó, thì ở đây mình đang có Acer ROG Strix 17 là phiên bản laptop gaming chính thức đầu tiên trên thế giới sử dụng AMD Ryzen 7 5800H. Và hãy cùng mình tìm hiểu xem mẫu laptop này có gì mà có mức giá lên đến hơn 50 triệu đồng trong video này nhé. Là mẫu laptop thương mại đầu tiên sử dụng card đồ họa rời NVIDIA RTX 3070 đầu tiên trên Việt Nam. Ở đây thì sẽ là con chip mới nhất, mạnh nhất với AMD Ryzen 7 5800H 8x16 luồng. Đây cũng sẽ là sự đánh dấu lần đầu tiên CPU của AMD xuất hiện ở một mẫu laptop ROG Strix. Thì ai sẽ là fan của đời đỏ chắc chắn là không thể bỏ qua được mẫu laptop mạnh nhất hiện tại trong phân khúc giá 50 triệu đồng này. RAM 16GB có thể nâng cấp lên tối đa là 32GB, 1TB SSD chắc chắn sẽ mang lại sự trải nghiệm gaming cực kỳ ấn tượng. Còn ấn tượng như thế nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua phần test hiệu năng để các bạn có thể đánh giá nhé. Tiếp theo thì hệ thống tản nhiệt của laptop gaming lúc nào cũng được người dùng quan tâm ngay sau phần hiệu năng. Vẫn giống như những phiên bản trước đó thì Asus trang bị tản nhiệt kim loại lỏng cho khả năng tản nhiệt tốt hơn. Thêm vào đó, các bạn sẽ có một khe thoát gió tản nhiệt được bố trí xung quanh máy để tăng khả năng làm mát cho máy một cách tốt hơn nữa. Thiết kế của năm 2021 này cũng được ROG Strix cải tiến rất là nhiều. Mặt trước thì được làm bằng kim loại, được phủ toàn bộ là màu đen xám đồng bộ với máy, chứ không bị chia ra một nửa là phay xước này, một nửa là trơn giống như những phiên bản tiền nhiệm trước đó nữa. Sự tỉ mỉ thì cũng được Acer đưa vào khi mà bề mặt A có những chữ ROG nhỏ xếp thành hàng đặt lệch về một phía. Ở đây thì logo ROG vẫn được Acer đặt lệch về một bên, nhưng mà với thiết kế mới của năm nay, phần logo này được trang bị thêm cả đèn LED trắng. Tổng thể toàn bộ máy có sự chắc chắn, vì dù gì thì mức giá cũng lên đến hơn 50 triệu đồng. Mặc dù là khung máy và vỏ được làm bằng nhựa, tuy nhiên các bạn vẫn có thể hoàn toàn yên tâm về độ bền bỉ của sản phẩm. Mở máy ra, các bạn sẽ tiếp cận được với phần bàn lề. Bàn lề sẽ đối xứng ở hai bên, và đối với chiếc bàn lề này, các bạn hoàn toàn có thể mở ra được bằng một tay, rất là dễ dàng. Và đối với thiết kế của năm nay thì chiếc bàn lề này sẽ không phải là chiếc bàn lề dạng ruộng bậc thang với phần thoát gió tản nhiệt ở trên giống như những phiên bản trước đó nữa. Thay vào đó thì sẽ là phần chữ ROG được làm bằng cao su trông tinh tế và sang hơn rất là nhiều. Ở đây thì màn hình cũng cực kỳ ấn tượng khi đây là màn hình 17,3 inch Full HD tấm nền IPS 100% sRGB, độ sáng là 300 nit, tần số quét lên đến 300 Hz và tốc độ phản hồi là 3 mili giây. Với những thông số này thì sẽ đảm bảo cho các bạn sẽ có trải nghiệm chơi game mượt mà nhất có thể, nhất là các tựa game thiên về bắn súng này. Thêm vào đó thì với màn hình này, các bạn cũng sẽ làm được rất là nhiều các tác vụ như là xem phim, giải trí cho đến các tác vụ media cơ bản cũng hoàn toàn thoải mái. Ba cạnh viền mỏng, tuy nhiên thì Acer vẫn không trang bị webcam cho mẫu ROG này. Về phần bàn phím sẽ là bàn phím full size, đầy đủ phím số với độ đàn hồi rất là tốt, hành trình phím sâu. Dù là các bạn chơi game hay là có dùng để soạn thảo văn bản cũng cảm thấy rất là thích trên chiếc bàn phím này. Touchpad rộng rãi, khả năng tracking chính xác, nói chung là khá nhạy và dễ dàng để có thể sử dụng. Có một điểm mà mình cực kỳ thích trên những chiếc ROG Strix chính là phần giải LED RGB. Thay vì là LED RGB 4 vùng thì bây giờ anh em đã có LED RGB từng phím. Kèm theo đó thì ở phần mặt đáy này, các bạn cũng sẽ được trang bị một giải LED RGB để có thể sử dụng máy khi ở trên bàn này. Nhất là bàn trắng như thế này, nó phản chiếu lại cực kỳ đẹp. Phần giải LED RGB này phản chiếu lại nhìn rất là đậm chất gaming. Và nếu như ai yêu thích sự sập sình thì chắc chắn là không thể bỏ qua mẫu laptop này. 30 giây dành cho quảng cáo thì hiện tại khi mua mẫu laptop này, các bạn sẽ được tặng ngay một bàn phím cơ và một trượt rời để các bạn có thể sẵn sàng chiến các tựa game. Ngoài ra thì còn rất là nhiều các phần quà nữa, đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video.
Tiếp theo chúng ta sẽ có cổng kết nối rất là đầy đủ với 3 cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C hỗ trợ DisplayPort, một cổng HDMI, một cổng mạng LAN RJ45, cổng nguồn và jack audio combo. Các cổng hầu hết thì cũng được đặt ra sau cách xử lý rất là quen thuộc của ROG Strix để tránh vướng víu khi các bạn DJ. Ở đây thì với viên pin là 4 cell 90Wh và ngay trong phần mềm của Acer các bạn có thể bật được các đồ họa rời. Nếu như mà không chơi game hay là sử dụng các tác vụ nặng thì các bạn hoàn toàn có thể tắt đi để nâng cao cũng như là kéo dài thời gian sử dụng pin với các tác vụ nhẹ nhàng như là lướt web hoặc là giải trí thông thường. Còn nếu như chơi game thì bật các đồ họa lên và cắm sạc để cho trải nghiệm chơi game có thể một cách tốt nhất nhé. Và đó sẽ là tất cả những gì mà đánh giá của mình về chiếc ROG Strix phiên bản 2021 này. Liệu có xứng đáng với mức giá là 50 triệu đồng các bạn bỏ ra không? Thì đừng quên là bình luận ngay ở dưới và cho mình biết ý kiến của mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye! Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.